bao nhiêu? Đúng nhỉ? Để tôi biết là gì? Tôi đang approaching the right không? Tức là A và D là bao nhiêu? Phương vị và khoảng cách từ cái thang này đến cái mục tiêu mà tôi chọn. Mục tiêu này là phải là mục tiêu tôi chọn và tôi xác định trước ở trên hải đồ và trên thực địa tôi phải quan sát được. Chứ mà mục tiêu mà tôi xác định ở trên hải đồ được mà trên thực địa tôi không quan sát được thì cũng tác dụng gì đâu. Có phải không nhỉ? Đấy là cách để giải quyết vấn đề về tạo đồ. Rồi tiếp theo là gì? Sử dụng các thiết bị hàng ngày để tiếp cận.